Xin chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn một món nồi của Juyurushi, mã nồi NPQA06. Thì 06 tức là nồi có dung tích 0.6 lít đấy các bạn. 0.6 lít thì mình nấu được khoảng một bát rưỡi gạo nhé các bạn, hơn một bát rưỡi một chút. Thì rơi tầm khoảng 2 đến 3 người lớn ăn nhé các bạn. Đấy, nồi rất là nhỏ luôn các bạn. Đây các bạn nhìn này, bàn tay mình này. Đấy. Đây là nồi cao tần áp suất nhé các bạn. Nói đến voi ma mút thì có lẽ là rất nhiều người người mình đam mê rồi, mình biết rồi. Đấy. Đây mình xoay các bạn xem nhé, cái nồi còn rất là đẹp luôn nhé các bạn. Còn rất là bóng luôn. Rồi, mình xách cho các bạn xem nhé. Các bạn nhìn là để này, cái màn hình của cái nồi này các bạn, nó to gần bằng cái mặt nồi luôn. Tại vì màn hình của cái này, đấy, và cái này nó bằng nhau nhé các bạn. Đấy, hai cái màn hình nó bằng nhau, mà cái nồi 1 lít này thì nó to hơn, còn cái nồi này thì nó nhỏ hơn, nhưng màn hình nó nhìn có vẻ khắp bề mặt luôn. Rồi mình mở cho các bạn xem nhé các bạn, nồi này còn rất là đẹp nhé các bạn. Đây gioăng này, cái này là cái mảng cơm nhé các bạn. Đây này các bạn này, đây cơm nó bám vào nhá, đấy cơm nó bám vào đấy các bạn. Đây còn lại rất là đẹp nhá, không có bẻ vỡ hay bong chóc gì nhé các bạn. Đây, áp suất này. Rồi, bên vùng bên trong này các bạn. Đấy, vùng hai nắp. Rồi, son cũng rất là đẹp nhé các bạn. Đấy. Son không có một vết chóc nào nhé các bạn. Đây, son hai vành nổi tiếng của Juicy của Voi Mammut nhé các bạn. Dòng voi ma mút này các bạn tìm một chiếc son đẹp rất là khó, bởi vì cái lớp platinum của nó ấy, người Nhật người ta dùng không có được kỹ, nên đôi khi ấy, mình lấy người ta lấy môi người ta múc môi môi kim loại luôn đấy các bạn. Đấy, rồi còn rất là đẹp nhé, không bể vỡ gì nhé các bạn. Các bạn để các bạn nhìn đây, riêng các bạn mua cái dòng voi ma mút này ấy, hoặc là dòng môi chè ấy, các bạn ấn này xuống này đấy, xem trong này có dính cơm hay không này. Nếu mà dính cơm hoặc là cặn đấy các bạn, cái mép này này là người ta nấu nhiều, tại vì cái này nó rung lắc như này ấy, thì người ta mong nấu cơm người ta múc muôi cơm ấy, kiểu gì cũng phải dính đồ ăn hoặc cơm nó vương vào đây đấy. Nhưng mà cái này nó còn rất là sạch nhé các bạn nhìn này đấy, rất là sạch luôn. Rồi mình ghim đèn cho các bạn xem nhé. Nhớ ghi điện 100 giúp mình nhé các bạn. Đây có đèn led luôn nhá. Rồi các bạn này mình chỉnh lại giờ để cho nó khỏi chớp nhá. Đấy. Rồi. Rồi giờ mình hủy đi này. Đấy, các bạn chọn gạo này các bạn. Đấy. Cái đầu tiên là gạo trắng này các bạn, cái đang chớp chớp này này. Đấy, rồi các bạn di chuyển. Đấy. Đây là chế độ nấu dai này các bạn này, nấu dai, nấu dẻo, nấu dai nhất. Đấy, rồi mình nhấn nấu nhé, 66 phút nhé các bạn. Đấy. Rồi thì giờ các bạn mua cái nồi này của mình, các bạn chỉ ấn nút nấu là được nhé. Thì mỗi video thì mình cũng có hướng dẫn qua về cái chế độ nấu gọi là nấu phổ biến. Rồi mình cho các bạn xem thông số nhé các bạn. Đây các bạn này, thông số áp suất nhé các bạn, áp suất rất là lớn luôn, 29 kPa. Đấy. Rồi, mẫu nồi này mình đang bán mức giá là 2 triệu 9 nhé các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé.